Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Tam Đa Media. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Và sau đây là nội dung chi tiết của tin sáng ngày hôm nay. Kể từ thứ Sáu ngày 23 tháng 8, du khách đến lâu đài Praha một lần nữa có thể quan sát cảnh đổi gác hàng ngày trước cánh cổng chính, giáp ranh giới với lâu đài từ hướng Hradčanské náměstí. Kể từ đầu tháng 7, cánh cổng này đã đóng cửa do sửa chữa các cột an toàn. Trong thời gian đó, nghi thức đổi gác đã được thay bằng màn trình diễn âm nhạc của lính canh tại lâu đài. Theo báo cáo của chính phủ Séc về chứng nhận kỹ thuật số ở Cộng hòa Séc năm 2024, có tới 25% trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi và 15% thanh thiếu niên chơi game một cách nguy hiểm, tức là trẻ dành hơn 4 giờ mỗi ngày để chơi game. Có tới 30% trẻ em và gần 50% thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội một cách rủi ro. Vào cuối tuần, thời gian chơi game và sử dụng mạng xã hội dài hơn gấp 2 đến 3 lần so với thời gian trong tuần. Theo chuyên gia, việc sử dụng quá mức công nghệ kỹ thuật số có một số tác động tiêu cực đến cá nhân và môi trường xung quanh. Trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ nghiện điện tử, thường có xu hướng bỏ bê các hoạt động giải trí, bị mất ngủ hoặc ăn uống kém, gặp các vấn đề ở trường và ảnh hưởng đến thời gian dành cho bạn bè và gia đình, cao hơn gấp 2 đến 6 lần so với các bạn cùng trang lứa. Cảnh sát ở Opava đã bắt giữ hai người đàn ông tổ chức hoạt động gây quỹ lừa đảo. Hai người này đã thành lập một trang web gây quỹ dưới sự bảo trợ của một tổ chức phúc lợi công cộng, trong đó trình bày các câu chuyện hư cấu về những trẻ em bị mắc bệnh nặng và bị bỏ rơi cần giúp đỡ về mặt tài chính. Ban đầu, những kẻ lừa đảo muốn thu 1.299 korun từ mỗi nhà hảo tâm, nhưng dần dần tăng số tiền lên đến gần 2.000 korun. Những kẻ lừa đảo đã gửi 70.000 korun cho một tổ chức từ thiện để cho rằng hoạt động của họ là đáng tin cậy. Cuối cùng, khoảng 4.000 người đã gửi tổng cộng cho họ gần 7 triệu korun. Tuy nhiên, hai người sử dụng số tiền này cho nhu cầu cá nhân và chỉ dùng một phần nhỏ để trang trải chi phí hoạt động. Cả hai người hiện phải đối mặt với án tù từ 2 đến 8 năm vì tội lừa đảo. Al Jazeera dẫn lời Bộ Quản lý và Cứu trợ Thiên tai Bangladesh cho biết ít nhất khoảng 4,5 triệu người dân nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề sau một lũ lớn. Tính đến 23 tháng 8, ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Nhiều ngày qua, mưa to khiến lượng lớn nước từ các vùng đồi núi thượng nguồn đổ về các con sông địa phương, gây tràn bờ và tàn phá trên diện rộng. Mưa và nước dâng cao từ thượng nguồn Tripura cũng tàn phá nhiều khu vực ở miền đông Bangladesh. Nhiều người dân ở các quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Sumila, Feni, Noakhali đã kêu cứu vì mất điện và đường xá bị chia cắt. Việc đi lại và liên lạc bị cắt đứt giữa thủ đô Dhaka và thành phố cảng Chittagong phía đông nam do một phần của đường cao tốc chính bị ngập nước. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất khiến ít nhất 23 người chết và buộc hơn 65.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Lực lượng chức năng phải tổ chức chèo xuồng cứu sinh để đưa người dân đến nơi an toàn tại bang Tripura, đông bắc nước này. Ngày 22 tháng 8, gã khổng lồ công nghệ Apple đã thông báo cho phép người dùng iPhone và iPad tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu xóa Apple Store hoặc trình duyệt Safari. Từ lâu, Apple đã quyết liệt bảo vệ App Store, xem đó là cổng duy nhất để các nội dung số có thể truy cập các thiết bị di động nổi tiếng của hãng. Sự thay đổi này diễn ra khi công ty buộc phải nới lỏng quyền kiểm soát các thiết bị của mình ở châu Âu do các quy định kỹ thuật số mới mang tính bước ngoặt của khối này. Ngoài ra, Apple cũng sẽ bổ sung một số mục đặc biệt, qua đó người dùng iPhone hoặc iPad có thể quản lý các cài đặt mặc định cho trình duyệt, tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và các tính năng khác. Gã khổng lồ giao đồ ăn Trung Quốc Meituan tuần trước triển khai dịch vụ giao đồ mới bằng máy bay không người lái UAV, giao thực phẩm, đồ uống và các hàng hóa khác như vật tư y tế cho đến khách hàng, ngay cả khi họ đang trên khu di tích lịch sử nổi tiếng Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh. Theo thông báo của Meituan, UAV xuất phát từ sân thượng của một khách sạn khu di tích đến một tháp canh ở Bát Đạt Lĩnh, khu vực nổi tiếng nhất trong hệ thống phòng thủ khổng lồ trải dài khắp miền Bắc Trung Quốc. Công ty cho biết thông thường một shipper cần 50 phút đi bộ từ kho hàng lên tháp canh này, thì nay khách hàng đặt trên ứng dụng có thể nhận được đồ chỉ sau 5 phút nhờ UAV. UAV có thể bay trong điều kiện gió và mưa vừa phải, với tải trọng 2,3 kg cho mỗi chuyến đi. Phí giao hàng UAV chỉ bằng 4 nhân dân tệ, khoảng 14.000 đồng, tương đương với phí giao hàng thông thường của Meituan. Dịch vụ này sẽ tiếp nhận đơn hàng từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày, sau đó UAV sẽ được giao nhiệm vụ vận chuyển rác đến các trạm tái chế. Tuy nhiên, UAV vẫn cần sự trợ giúp của con người. Australia đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng thiếu trẻ em. Theo phân tích mới nhất,
Số trẻ em sơ sinh được sinh ra tại Australia giảm đáng kể, ở mức gần 26.000 trẻ em mỗi năm, ít hơn so với các thời kỳ trước đại dịch. Các nhà nghiên cứu cho biết mức giảm này là chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu có thuốc tránh thai vào những năm 1970. Một nghiên cứu cho thấy so với mức tăng ca sinh sau đại dịch COVID-19 vào năm 2021, số trẻ sinh ra ít hơn gần 26.000 trẻ em vào năm 2023 tại Australia. Các trung tâm đô thị chính của Australia cũng chứng kiến mức giảm mạnh nhất về tỷ lệ sinh, đặc biệt là ở Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth so với năm 2019. Ở hầu hết các vùng, tỷ lệ sinh cũng thấp hơn, nhưng không thấp hơn nhiều như ở các thành phố lớn. Trên toàn quốc, tỷ lệ sinh giảm ở mức 4,6%, và các nhà nghiên cứu cho biết thực tế này có liên quan nhiều đến chi phí sinh hoạt tăng cao. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau vừa ký quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Hồ An Tập, chủ căn biệt thự được xem là đẹp nhất Cà Mau. Trong thời gian 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định, ông Hồ An Tập phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định. Nếu quá giới hạn, ông Tập không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Biệt thự tọa lạc tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, trên khu đất hơn 3.500m2 do ông Hồ An Tập làm chủ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện căn biệt thự xây không phép trên đất nuôi trồng thủy sản nên bị phạt hành chính 22,5 triệu đồng và buộc phải chuyển đổi diện tích 2.260m2 sang đất ở để căn biệt thự được tồn tại. Tuy nhiên, chủ căn biệt thự không thực hiện chuyển đổi mục đích của sử dụng đất và cho rằng không đủ 10 tỷ đồng để chuyển đổi và giao bán căn biệt thự trên mạng xã hội với giá 50 tỷ đồng. Vâng, những thông tin nhanh vừa rồi đã khép lại Chào buổi sáng của Tam Đa Media. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, Domenerano xin kính chào và hẹn gặp lại.